Thì xin chào cả nhà. Thì giới thiệu cả nhà, hôm nay là có anh Phi thì hai anh em Duy sẽ đi vô rừng để đặt bẫy dông cả nhà ơi. Thì dông của mình đặt dính thì mình sẽ dùng để sơ chế và nướng muối ớt ăn ở tại trong rừng luôn cả nhà. Thì bây giờ mời cả nhà cùng đi theo chân hai anh em mình để đi bắt dông và chế biến dông nướng nha. Giờ mời cả nhà cùng đi với hai anh em nha cả nhà. Do là hôm nay trời khá u ám nên là anh em mình phải đi gấp rút một xíu nha. Thì có gì cả nhà xem, cả nhà thông cảm cho hai anh em cả nhà. Đi về. Ở đây thì Duy thấy có một cái dấu đuôi con dông rất là to, nó bò tới cái đồi cát này để nó sưởi nắng này cả nhà. Đó, cái dấu đuôi đó. Và phía trước thì mình thấy có một cái hang rất là to. Mình nghĩ đây là một cái hang của con dông thềm. Thì mình sẽ đánh một cái bẫy ở đây nha cả nhà. Mình sẽ quay một vài cái hang tượng trưng cho cả nhà xem, thì rồi mình sẽ đi đặt hết số 7 này nha. Tại vì mình quay thì quay thăm thôi, chứ quay cái lúc đặt này thì nó cũng không có gì hấp dẫn hết á. Tại vì quay cho cả nhà xem một cái vài cái hang của mình, nó nhận biết là nó có dông thôi nha. Không phải cái hang nào mình cũng đặt hết nha cả nhà. Những cái hang mà có cái dấu là nó bò ra bò vô, nó rất là láng ở trên cái miệng hang á, thì những cái hang đó nó mới có ở và mình mới đặt những cái hang đó nha. Và đặt xong thì để tránh cái tình trạng mà con dông nó lôi theo cái cần của mình đi, do cát của mình nó rất là mềm á, thì mình sẽ cầm thêm một cái cây lại để mình giữ nó lại nha cả nhà. Thì đây là cái bẫy cuối cùng của mình nè cả nhà ơi. Đây là một cái hang rất là ngon nha, cái dấu đuôi nó bò vào còn rất là rõ ràng. Hy vọng là sẽ có thành quả nha cả nhà. Thì bây giờ Duy với anh Phi sẽ đi nghỉ ngơi một xíu và sẽ đi thăm và sẽ quay cho cả nhà xem nha. Anh Phi cũng còn có một cái cuối nữa là hết rồi cả nhà. Anh Phi đang đặt bên kia. Đây là những cái dây khoai mài nè cả nhà. Khoảng tầm một tháng nữa thì mình sẽ bắt đầu đi đào cái loại cũ của cái dây này nha. Còn đây của mình đã dính rồi. Ôi, nắng quá chết luôn rồi. Còn ngấp ngáp mà chắc yếu rồi. Yếu hả? Yếu. Cổ xịt hai vòng yếu. Con đầu tiên của mình nha cả nhà. Rồi cái bẫy đâu rồi? Thả đi rồi, chín thả đi rồi. Thằng đây nè, chín thả đi rồi. Anh mơ chiều anh cầm cái cây như em, anh Phi cầm cái cây xuống á. Con dông của mình nó dính, nó chạy mất tiêu luôn rồi. Ê, nghe tiếng rột rột bên đây nè. Trời ơi, nó chạy tới đây luôn. Quá trời. Trời ơi. Anh Phi gài cái cây xuống chỗ nào mà yếu quá, anh Phi gài cây như em vậy. Trường nó chỉ quay. Mập ghê luôn cả nhà. Trường nó chỉ em là cầm vậy là nó không có chạy được, rồi bữa giờ em cầm vậy luôn. Đây, cái dòng rất là to luôn.
không nghe đột đột là không biết cái bẫy nằm đâu luôn. Wow, u u luôn. Cái này của mình đã dính rồi nha. Thằng thầy bự dữ gì mà nổi luôn. Nhâm thèm hả? Ừ. Wow, quá ngon luôn. Ngon lên canh đâu. Chú nhâm thèm. Đã gì ta. Hơi bị ngon luôn cả nhà ơi. Chứ quá xiết rồi. Wow, dông thèm rất là mập luôn. Rất là mập luôn nha. Vô. Cho nó vô túi đi. Wow, nó còn rất là mạnh. Hình như em còn cần bên đây. Vậy là dám nó ở bên đây nó qua lắm á. Rồi, vậy là đây không phải hàng nó à. Vô nó bà thăm luôn hả Phi? Lấy luôn hả? Lấy luôn cái bà đó bự bà nói chỗ này ở đây đó. Từ đây nó qua nè, nhưng mà cái hàng này nó bỏ nó qua bên kia nó ở. Thì anh Phi vừa dính hai con nữa thì mình được 8 con. Và bây giờ thì mình sẽ đem đi mần và sẽ ướp nó nha cả nhà. Bây giờ thì Duy với anh Phi sẽ ướp muối ớt nha. Đây là muối ớt mà Duy đem theo nha. Rồi bây giờ mình sẽ để cho anh Phi ướp nha. Mình ướp cho nó thấm thôi chứ mình cũng không có ướp nhiều. Tại vì một xíu nữa thì mình còn chấm với muối ớt chanh đó. Mình không có ướp nhiều nha. Chủ yếu là cái phần bụng với cái phần đuôi thôi chứ mấy con chi nó thì nó cũng không có thịt nhiều. Mần ra rồi mà mở cái mỡ nó rất là nhiều luôn nha. Mấy con dông này nó rất là mập và cái phần đuôi của nó cái nhà coi nè. Vàng mà nhìn rất là nhiều thịt luôn, săn chắc. Chưa nướng mà thấy hấp dẫn rồi anh Phi ha. Đau quá. Rồi lắc miếng này hay xanh lắc lên thêm một miếng nữa. Rồi, quá ngon Phi ơi. Rồi rất là ngon cả nhà ơi. Đây là cái keo dông của mình chờ trong vòng khoảng 15-20 phút cho nó thấm rồi mình sẽ nhóm lửa mình nướng nha. Đục lại đi. Bây giờ mình sẽ đào một cái lỗ để mình cho củi vào nha. Nhỏ hơn mấy con. Nướng một vài con để ăn thôi cả nhà. Chứ mình dập than dập tắt dễ hơn. Xuống là xong.
dọn dẹp những chiếc lá xung quanh để tránh gây cái tình trạng mà cháy lan cả nhà. Rồi bây giờ thì anh em mình chỉ việc là chờ khoảng 15-20 phút nữa thì số dông này sẽ chín và sẽ cùng mời các bạn thưởng thức số dông này với mình nha. Hiện tại thì dông đang chín rất là vàng, đang bắt đầu chín rất là vàng luôn, mỡ của nó nè tươm vàng hết luôn, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Có mình chở đâu rồi làm ngược lại gì? Xíu nữa cho nó chín ở cái bề này xong thì mình sẽ úp ngược cái bề bụng nó xuống nha cả nhà. Wow, ngon quá anh Phi. Vàng cái phần đuôi nó vàng, nó vàng đều hết trơn mà nhìn thịt nó rất là ngon luôn cả nhà. Chín trên phi rồi. Rồi. Rồi mình sẽ cho nó đến cái vị trí thật là đẹp nha. Rồi anh Phi một trái dưa, mình một trái dưa. Rồi Di mời cả nhà cùng dùng với anh em Di nha cả nhà, mời cả nhà cùng dùng với anh em Di miếng dông nha. Mình chấm với muối ớt chanh. Wow, món này rất là xịn luôn nha cả nhà. Đang đó mà ăn cái này nó ngon gì đâu luôn Phi ơi. Đâu quá đói. Tuyệt vời. Mà cả nhà dùng với Di miếng dưa nha. Anh Phi có đem theo cái miếng cơm. Con sóc. Con sóc nó chạy. Để mình ăn kèm theo cái nha. Cái đuôi nó rất là nhiều thịt luôn nè. Rất là ngon luôn, vàng vàng tươi luôn, rất là thơm. Ngon gì đâu luôn á Phi. Thịt nè. Không có gì mà bằng đâu. Ngồi nghe hướng gió thổi rất là mát luôn. Cái mình nữa nè, chín vừa tới, mình không có để chín cho nhiều nha. Còn mỡ là rất là vàng luôn nè cả nhà. Nó thấm vô cái, nó cuốn theo cái lớp thịt nè, ớp theo lớp thịt nè, rất là ngon luôn. Mình ướp thì cũng ướp vừa thôi chứ không có nhiều muối.
để mình còn chấm với muối ớt mà mình vắt chanh và bỏ thêm nạo thêm số muối muối chanh nhỏ vô á, chấm nó vừa chua chua mặn mặn ngọt ngọt rất là ngon nha. Nó thơm, nó ngọt mà nó chua chua cay cay, nó ngon gì đâu luôn á. Dăm nướng á, khi mà mình ăn vào miệng á thì xương của nó là giòn tan theo thịt luôn, nó không còn xương trong miệng mình, rất là dễ ăn so với những món khác. Và món dăm nướng là cái món mà mình ưa chuộng hàng đầu luôn đó nha. Ngày xưa á, nghe là ông bà kể lại là những người nghèo ta mới ăn thịt dăm thôi, tại vì dăm ngày xưa rất là nhiều, nó ở trong nương rẫy á, nó ăn những cái đọt non của cái hoa màu mà mình gieo lên á, người ta không có đồ ăn, người ta bắt con đó về người ta ăn. Nhưng hiện tại bây giờ là dăm đang rất là mắc và rất là hiếm, do là người ta đã phát hiện được là thịt dăm có rất nhiều chất dinh dưỡng phù hợp cho những người mà vừa khỏi bệnh vừa ốm nặng trở lại á, thì ăn thịt dăm nó sẽ giúp là mau hồi phục cơ thể. Và dăm hiện tại á đang là một thương hiệu của Bình Thuận, mỡ dăm cực kỳ thơm luôn nha. Nó không có bị ngán như những cái loại mỡ khác. Mình đưa vào miệng mình cảm giác như là nó béo và nó tan từ 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 miệng mình luôn. Dăm thì chế biến thành rất là nhiều món. Những cái quán chuyên nghiệp ở Bình Thuận thì Duy tìm hiểu biết là người ta chế biến nhâm tới 10 món lận. Nhưng mà ngon nhất á, ngon nhất là dăm nướng, ngon thứ nhì là dăm nấu cháo anh Phi. Chua Thì cái món này mình thấy làm khô là nó sẽ thơm ngon và nó ngọt nhất luôn cả nhà. Đây hiện tại là cái loài mà động vật tự nhiên mà người ta nuôi, người ta không có dùng chất tăng trọng tăng trưởng, nó chỉ ăn là rau củ quả như là rau muống, bí đỏ, cà rốt, nên là thịt của nó rất là thơm ngon và bổ dưỡng. Dù là tự nhiên hay là nuôi bán tự nhiên gì á, con dăm nó vẫn đảm bảo được cái thịt nó săn chắc nữa nha. Con dăm nuôi á thì nó sẽ nhiều mỡ hơn, tại vì cái môi trường hoạt động của nó trong chuồng nó không có nhiều như con dăm tự nhiên. Nhưng mà thịt của nó qua ăn loại những loại rau quả thì nó cũng rất là lành và tốt nha. Lúc nãy mình có hái một cái trái na rừng, định là xíu nữa đem lên sẽ mời cả nhà, nhưng mà rất tiếc là mình khui ra cái na đó đã bị thúi rồi, nó đã bị sâu bên trong rồi. Bây giờ cái món này mới là cái món khoái khẩu nè, chanh chấm muối ớt. Và ngon hơn nữa thì mình sẽ kèm với cái miếng thịt dông nha. Trời ơi.
nhai không nổi luôn cả nhà. Nó ngon mà nó có cái vị đắng đắng của cái hột chanh đó, khiến là tự nhiên nó hơi sượng miệng xíu, tại cái vị đắng nó tràn vào á. Phần ngon nhất của con dông là cái đuôi đó nha, do cái phần đuôi là cái phần mà con dông hoạt động rất là nhiều nên thịt nó rất là chắc và ngọt. Xé cái phần đuôi mà mở nó tươm tươm theo luôn, nó vàng ngấm, nó vàng ngấy luôn, nó rất là ngon luôn. Giờ mà nói không ngon cũng không tin được, ăn sạch sẽ đơn luôn. Và bây giờ thì hai anh em Duy sẽ đi gom cái số 7 của mình và sẽ đi về nha cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video của hai anh em nha. Nếu cả nhà xem video thấy hay thì cho Duy xin một like và một lượt đăng ký kênh để kênh Duy nó được phát triển hơn nha. Thì hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Xin chào.